Chuyện là đời, hai gã đàn ông thò tay trộm con tôm hùm. Clip ghi lại hai người đàn ông ăn mặc lịch sự chạy tới một cửa hàng chế biến hải sản. Kỳ lạ, chỉ trộm một con tôm hùm. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 19:30 cách đây không lâu. Hai người đàn ông đi xe máy dựng trước cửa hàng bán hải sản của chị B trên đường An Dân Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, người đàn ông ngồi sau hỏi mua hộp ốc xào có giá 100.000. Người còn lại tranh thủ lúc chị B đi vào trong chế biến món ăn, nhanh tay lấy trộm con tôm hùm để trên khay, rồi bỏ lên rổ xe. Khoảng 2 phút, nhân viên của quán đưa hộp ốc xào kèm tiền thối cho người đàn ông ngồi sau, rồi cả hai rời khỏi hiện trường. Đến 20 giờ cùng ngày, chị B mới phát hiện mình bị mất tôm. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh tại đây ghi lại. Trước đó, cửa hàng của chị B đã nhiều lần bị kẻ gian trộm bởi thủ đoạn tương tự. Này muốn thông qua Sài Gòn TV để mọi người xem và nâng cao cảnh giác. Quả thật, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi người nhớ xem và share clip này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác nhé. Còn bạn thấy thế nào về pha cận cảnh trích xuất từ camera này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.